Ok. Ok, trông ổn đấy. Ok, hello mọi người nhé. Thì cũng khá là lâu rồi mới chuyển trở lại. Được vừa rồi thì em bị ốm mất 2 tuần. Thế họng đau cũng chả nói được cái gì cả. Đấy. Trong tuần vừa rồi ấy, cái điều mà anh chị nhận được nhiều nhất hoặc là nghe được nhiều nhất là cái việc mà công ty chứng khoán VnDirect của bị hack đúng không? Đấy, khách hàng không giao dịch được gần như cả tuần vừa rồi. Thì cái thông tin vừa rồi ấy, thì em nghĩ là lúc đầu nó có thể là gây đến cái sự gọi là hoang mang và đặc biệt là hoang mang đối với những nhà đầu tư sử dụng phần mềm của VnDirect đúng không? Họ sử dụng dịch vụ của VnDirect thì gần như là họ không làm gì cả, kể cả những cái hợp đồng gọi là hợp đồng phái sinh thì ai mà nhỡ đọc cái vị thế đấy, vị thế mà có vị thế ở trong hôm bị đánh sập ấy thì vẫn giữ nguyên đấy, vẫn giữ nguyên đấy và không làm gì được đúng không? Cái cổ phiếu thì cũng vậy, cũng không bán hay là không mua được đấy, không vào tài khoản luôn. Thì bằng những cái nỗ lực, bằng những cái gì ạ, biện pháp kết hợp với các nhiều bên, ví dụ như là Bộ Công an, ví dụ như là BKAV, rồi những cái bên gọi là bảo vệ an ninh, gọi là an ninh mạng ấy đó, thì cũng khắc phục được và thông báo giao dịch trở lại vào hôm ngày mai, ngày 1 tháng 4. Cái hôm này nó lại vô tình trùng hợp là ngày gọi là ngày quốc tế nói dối đúng không? Đấy, đặt ra câu hỏi cho chúng ta là ngày mai thực sự là VnDirect có giao dịch trở lại không? Nhưng mà em nghĩ là cũng cùng hy vọng là công ty này thì nó cũng sẽ được giao dịch trở lại. Đó. Dù gì thì VnDirect họ là một cái công ty chứng khoán nó rất là lớn đúng không? Chiếm top 3 thị phần của toàn bộ sàn chứng khoán Việt Nam đấy, VPS top 1, AI top 2 và thằng VNREX là top 3. Nó là một công ty chứng khoán rất là lớn và rất là lâu đời rồi đúng không? Gần như là cũng cái công ty đầu tiên của sàn chứng khoán Việt Nam đấy, thì cũng mong là được giao dịch trở lại nhé, để cho những người mà đang kẹt hàng, đang có sự lo lắng thì bắt đầu vào tài khoản, bắt đầu được mua bán đúng không? Đấy, em cũng có rất là nhiều khách hàng bên VNREX. Đấy, họ dùng sử dụng cả VNREX cả SSI, thì trong những cái hôm mà không vào được tài khoản ấy thì lo lắng không, đúng là lo lắng chứ đúng không? Nhiều người đánh 100 triệu, nhiều người đánh 1 tỷ đấy cũng không vào được đúng không? Khác gì anh chị bây giờ có 1 2 tỷ mà không làm gì được không đấy, bị người ta nốt lại không đó, thì cái tình trạng nó là như vậy đấy. Thì cũng mong là sang tuần là mọi thứ được giải quyết đấy.
Nhưng mà nhìn chung thì nếu mà hai con cổ phiếu ở trong tuần vừa rồi thì anh chị thấy là nó cũng không đến mức gọi là đau thương quá. Đấy, ví dụ như là trong tuần vừa rồi thị trường giảm khoảng 5-70 điểm nữa, thì đúng là nhiều công ty, công ty VN-Index sẽ có rất là nhiều trách nhiệm và rất là đau đầu trong cái bài toán làm sao để giữ chân khách hàng, đúng không? Bởi vì ví dụ như cái mức giảm 5-70 điểm mà khách hàng không được bán ấy, thì lỗ rất là nhiều tiền. Mỗi người lấy 1 tỷ, lỗ 10% là banh 100 triệu rồi, mà bao nhiêu khách hàng như thế thì rất là đau đầu. Nhưng rất là may thì trong tuần vừa rồi thị trường gần như là nó cũng đi ngang, chỉ có một số những cái mã gọi là mã khỏe, mã tăng mạnh thì nó tăng được thôi, chứ còn hầu như là các mã bất động sản hay là chứng khoán đó, thì có những cái mã nó thậm chí còn tăng nhẹ nhẹ cơ, nhưng mà hầu hết thị trường là đi ngang đấy, nên nó không gây thiệt hại nhà đầu tư. Và bên VRX cũng có một số những cái chính sách gọi là tri ân khách hàng đấy, gọi không có phải là tri ân khách hàng, gọi là đền đáp đối với những khách hàng mà không bị không giao dịch được. Và cái đầu tiên họ làm ấy thì là cái việc mà họ miễn phí toàn bộ cái lá margin cho những khách hàng nào mà đang sử dụng margin từ cái đợt mà bị hack không vào tài khoản, đúng không? Cái đấy là điều đương nhiên phải làm, và đương nhiên là đi kèm những cái gói margin ưu đãi, những cái gói phí miễn phí giao dịch nọ kia để giữ chân khách hàng, không mà họ đổi chứng khoán đi mất đó, thì em nghĩ cái đấy là hợp lý đó. Còn là nếu mà phân tích chuyên sâu hơn thì em nghĩ là thôi cũng có cần thiết, hay chúng ta nên tập trung vào những cái yếu tố nó thiên về tính thị trường hơn, bởi vì ấy, mọi tất cả mọi thứ ấy, nó cũng đều thể hiện qua chặt chặt đồ thị giá hết, chứ nó cũng không có một cái thuyết âm mưu nào cả mà chúng ta phải cần quan tâm đến cả, đúng không? Cái việc mà VN-Index sập sập thì nó không phải lần đầu, nhưng mà mỗi tội thì đây nó là một cái lần gọi là lần bị lâu nhất ấy. Trong quá khứ rất nhiều công ty bị lỗi rồi, nhưng mà lỗi là nó chỉ lỗi 1-2 ngày thôi, chứ còn VN-Index là lỗi khoảng 1 tuần đó. Thì cái đấy là cái yếu tố chúng ta quan tâm thôi, chứ còn không quan tâm là bên nào hack hoặc là bên kia hack, hoặc là khi mở ra thì sẽ có lực bán xuống. Cái chúng ta em nghĩ không quan tâm nhé, mọi người cứ tập trung vào cái thị trường là được rồi nào. Và nhìn về cái thị trường hiện tại thì em thấy rằng là thị trường cũng đang rất là khỏe đó, mặc dù là thị trường trong cái phiên hôm cuối tuần là giảm 6,07 điểm, tuy nhiên thì nó cũng đã mất cái hỗ trợ nào đâu, đúng không? Đó, tuy nhiên nó còn chưa mất cái hỗ trợ nào cả đấy. Một số những cái đường quan trọng, ví dụ như là đường đây đấy, ví dụ EM20 bây giờ nó còn chưa thủng mà, thì chúng ta phải lo lắng làm cái gì, đúng không? Tiếp theo là cái việc mà thị trường như vậy thì cổ phiếu cũng khá là lì xì. Em thấy là những cái mã em cầm tuần vừa rồi thì có mỗi Techcombank là có một cái cây trần đầu tuần sau cái thông tin là chia 15% cổ tức, thì cũng phải 10 năm rồi Techcombank nó cũng không hề chia cho bất kỳ cổ đông nào bất kỳ một đồng cổ tức nào, đúng không? Thế thì ngân hàng Techcombank nó cũng khá đặc biệt. Thường thường ấy, thì những cái ngân hàng ngân hàng niêm yết ở trên sàn ấy, thì ngân hàng nào cũng năm nào cũng sẽ chia cổ tức và tăng vốn đó, nhưng mà Techcombank thì họ không không làm như thế, họ giữ lại phần lợi nhuận đấy. Đấy, thì bây giờ năm nay có cái thông tin Techcombank tăng nó chia cổ tức phát thì cổ phiếu tăng trần luôn. Thì em nghĩ là đây là một cái thông tin vô cùng tích cực, mọi người phải hiểu một doanh nghiệp mà không chia cổ tức 10 năm mà bây giờ được chia là nó khác biệt lắm đấy. Đấy, thành ra là trong cái phiên mà Techcombank trần ấy, thấy là khối lượng bán rất là nhiều. Cái hôm ấy nó giao dịch là như là 30 mấy triệu cổ của Techcombank ấy, là rất là nhiều đấy, nó được vô cực kỳ là đột biến rồi đấy. Nhưng mà em không bán, em thấy nó tăng trần, nhưng mà vấn đề là em không bán. Em thấy cái kỳ này nó còn tiếp tục có thể kéo được nữa, tiếp tục có thể kéo nữa nếu mà nó muốn chia cổ tức đấy, nếu mà muốn chia cổ tức nó còn kéo vượt như này nữa. Và thường ấy, một cái cổ phiếu lớn như này này nó sẽ không bao giờ trần luôn, nó sẽ không bao giờ có những câu chuyện là nó trần cứng ở trong một cái ngay phiên sáng như thế, mà nó sẽ có một quá trình trần cứng, sau đó bán mất trần, sau đó nó gình xình sau mấy nữa là kéo vượt lên. Thì em nghĩ đấy là một cái kịch bản mà em nghĩ là hợp lý để cho cổ phiếu Techcombank. Tuy nhiên thì nếu mà cổ phiếu mà mất cái giá khoảng 46 thì em sẽ ra đó, nhưng mà nó vẫn nơi chỉ đây, thì mọi người cứ bình tĩnh. Bây giờ là chơi cái trò là ai gọi là bản lĩnh hơn ai, xem ai cái gồng được ở chỗ này đấy. Cái chỗ này gọi là một đất ở lên thiên đàng thôi, đúng không? Vì là hầu hết những cái vị thế ở đây là mua là có lãi hết rồi, đúng không? Bây giờ mọi người sẽ được cái quyền lựa chọn là bán ở đây đấy, tạm dừng cuộc chơi, thì giống như trò ai là triệu phú ấy, trả lời tiếp câu hỏi để thêm tiền, hoặc là gì ạ, tạm dừng cuộc chơi cầm số tiền đấy về. Thì bây giờ em nghĩ lại cái lựa chọn của em ấy, là em sẽ tiếp tục cuộc chơi. Em không nghĩ là cổ phiếu nó sẽ dừng lại ở đây đâu mọi người. Nếu mọi người cứ tin tưởng và mọi người có Techcombank thì mọi người hãy like cái video này nhé. Đó.
Em nghĩ là cái câu chuyện của Techcombank nó sẽ không dừng lại ở đây, và ít nhất là Techcombank phải kéo được lên giá 50. Ok, chia sẻ đấy là về cổ phiếu Tech thôi. Đấy là cổ phiếu duy nhất mà trong danh mục đợt tuần vừa rồi là của em, nó cũng có thể nó tăng được một ít. Nó có thể nó tăng được một ít ấy. Đó. Còn còn cái danh mục còn lại thì gần như là nó cũng không tăng mấy. Ví dụ là những cái mã bất động sản như là BIP, như là GEC, hoặc là những cái mã mã nào nhỉ? BIC, GEC rồi DXG thì gần như là nó cũng không tăng mà đứng nguyên. Đó, cũng không, em cũng không biết là có phải là do công ty chứng khoán VN-Index nó không 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 cho giao dịch không. Đấy thì những cái con giao dịch tuần vừa rồi khá là bình thường đúng không? Mọi người nhìn qua này. Đấy. Đó. DXG này, DIG này. Đó, thưa nó điều chỉnh này em thấy là quá bình thường ấy. Em thấy là quá bình thường này. Ví dụ cây này nó cũng điều chỉnh đâu, hôm sau ai là bán ở đây đúng không? Thấy nó bull trap phát bán. Hôm sau nó đánh nhau hết cả bull trap luôn, nó kéo nhau mất hết hàng đúng không? Thế bây giờ nó đánh như này kệ nó thôi, nó chẳng có vấn đề gì cả. Nó vẫn đang xây một cái nền ở vùng giá cao. Cái cổ phiếu ấy, nó tăng từ giá 26 mà lên giá 33. Nó chỉnh lại một chút là chuyện bình thường anh chị ạ. Các anh chị có phải gọi là bán sớm làm gì cả. Em nghĩ đích nó sẽ còn tăng tiếp đấy. Cái thanh khoản bán bây giờ mọi người thấy thanh khoản bán này nó làm có đâu. Bây giờ những cái ông nào gọi là tìm yếu ông không chịu nữa rồi đúng không? Đấy, ông bắt ông ra ở chỗ này thôi. Hay nhất thanh khoản nó rất là bé như này. Bao giờ có những cái cây thanh khoản nó bán nó là cực kỳ đột biến, gọi là như thế này này đó. Đợt mà vô nó quay bầm bầm như này nó bán này đấy thì thôi mọi người nên sợ. Chứ bây giờ thì mọi người thấy không, đấy, nó lên như thế này nhưng mà có thằng nào bán đâu, vô nó bé tí này mà. Thế là mọi người cứ cầm tiếp đi, ok chưa? Quay ra cái mọi người nhìn chỉ số nhé. Tuần vừa rồi ấy, em thật là em cũng chả có nhận định gì cả. Em tuần vừa rồi gần như là em chỉ bảo là anh chị ơi, anh chị ngày nào cũng vậy, hai anh chị xong rồi chúc anh chị một ngày mới vui vẻ, rồi chúc một ngày mới không bị hack đấy, xong rồi chúc một ngày mới chắc ngày mai chúc khỏi nóng, ngày mai nóng đấy. Nhưng mà vấn đề là cả tuần vừa rồi ấy, là em cũng không có tư vấn mua bán thêm cổ phiếu nào cả. Đó. Bởi vì tín hiệu thị trường bây giờ chúng ta đã xác định ở đâu, bây giờ nó vẫn đang là một cái form mà break đỉnh đúng không, vào trong một cái quá trình tạo nền ở trên vùng đỉnh như thế này thì đoán làm gì đúng không. Cái thứ hai là cái việc VN-Index nó cũng đang bị như thế thì em nghĩ là cũng không nên quá tập trung phân tích vào thị trường vội đấy. Đấy, thế nên là cái hành động tuần vừa rồi, cả tuần vừa rồi mọi người thấy là em gần như là cũng không mua, cũng không 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 bán cổ phiếu nào cả. À, còn tới là tất cả những con cổ phiếu em khuyến nghị BIC, GEC, DXG rồi đến Nam Kim đó, DGC hay là những cái cổ phiếu nhỏ 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 khác đấy thì em cũng giữ nguyên thôi. Em cũng không có bảo anh chị là bán hay là bảo anh chị là mua đó. Cái tuần vừa rồi thì Techcombank là cổ phiếu lớn nhất rồi đấy, thế là cái niềm vui trong tuần vừa rồi. Chứ còn tuần vừa rồi em thấy là giao dịch vô cùng chán đúng không, đấy môi giới ở VPS cũng chán, mà chắc là môi giới ở VND còn chán hơn, bởi vì là khách hàng giao dịch đâu gần như là làm không có lương đấy, đi làm ngồi chơi đúng không. Đấy thôi, ok, cái đấy cũng chia buồn với các bạn ấy nhá. Đấy, thế bây mình quay lại mình có thể là mình đi thêm vào những cái cổ phiếu đang được khuyến nghị đi đấy, cho mọi người có cái góc nhìn nó rõ hơn. Đợt này thì em đang tập một cái phương pháp nữa là phương pháp mà đánh bằng nhìn vào vol và địa khối lượng thôi, chứ còn bỏ những cái chỉ báo khác đi. Lần này cũng bật lên cho mọi người nha, chúng ta sẽ nhìn thêm. Ok, mọi người nhìn đích này, cái trạng thái của phiếu đích đi là gì ạ? Ở trên chat 1 giờ, một ngày đi, một ngày đi, nó đang có một cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu quá mua, mới có gì ạ, một đỉnh. Thứ nhất là ở đây tính hai đỉnh, nhưng hai đỉnh này không phân kỳ thì chúng ta cứ tính là một đỉnh đi, một đỉnh của RSI mà cổ phiếu nó khỏe thế này. Em thấy là chả bao giờ câu chuyện là nó đánh một đỉnh của RSI nó sập đâu, em thấy đấy không bao giờ nó sập được cả. Nên mọi người cứ cầm đấy, sợ gì đúng không, sợ gì đúng không. Đấy thì bao giờ về khoảng 31.7 mọi người quất thêm mệnh nữa cho em. Tại sao em lại mua thêm ở mức giá này? Cái vấn đề ấy là mọi người đang thấy là em đang trung bình giá xuống đúng không, nhưng mà mọi người phải để ý câu chuyện vị thế đầu tiên ấy. Vị thế đầu tiên của em là em khuyến nghị nào, khi là biết kiểu đánh ở đây là em đã khuyến nghị rồi, là loanh quanh mua ở giá khoảng 29.8, 29.5 là đã khuyến nghị rồi, thì có nghĩa là bây giờ cổ phiếu đích đang ở 32 rồi, em có quyền em mua 31.7 là hoàn toàn bình thường. Đấy, cái đấy vẫn gọi là trung bình giá lên đấy, không phải là trung bình giá xuống nhá. Đấy, mọi người cứ đợi ở về sâu sâu một tí, mọi người quất thêm lại nữa cho em.
chả vấn đề gì đâu. Ok chưa? Đích thì em nghĩ là vẫn cập được, để nhìn trên cái trang 1 giờ nha. 1 giờ thì em nghĩ là nó sẽ điều chỉnh, có cái tín hiệu điều chỉnh sâu hơn. Đó, mọi người nhìn thấy không? Là trên trang 1 giờ là đích đã cũng có tín hiệu được điều chỉnh ở đây. Đó. Và phân kỳ, có phân kỳ ở trên trang 1 giờ thôi, cái này nó không có vấn đề gì cả. Nó sẽ tạo một cái đáy của RSI và kéo lên. Đó, cái thanh khoản thì nãy chúng ta cũng nói rồi là thanh khoản bán này vô cùng bé này. Mọi người nhìn những cái giai đoạn trước của đích mà phân phối nhé. Để em xóa bớt đi cho anh chị dễ nhìn. Mọi người nghe nay mic nó hơi xào 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 một tí thôi, nhưng mà do là em lại quên đem cái mic về, em vẫn để ở văn phòng, thành ra nó là tiếng quạt đấy, nên mọi người thông cảm em chút nhá. Khi nào có mic thì nghe nó sẽ ok hơn thế này. Ok, mọi người nhìn này, đích của những cái giai đoạn nó phân phối ấy, nó sẽ là cái giai đoạn nó kéo hai đỉnh này, mọi người nhìn thấy không? Và cái vô đấy, và cái vô nó sẽ quay nó rất là đều luôn, nó vô nó đột biến vô cùng đều luôn. Đó, cái thanh khoản cực kỳ là cao đấy, và cái RSI nó đánh ít nhất phải ba đỉnh nó bắt đầu có những cái nhịp phân phối. Đây ví dụ, em lấy ví dụ nhá. Đó, đợi đến đích này đấy, mọi người thấy không, nó cũng có hai đỉnh này, xong rồi nó phân phối RSI thành rất là nhiều đỉnh này, thì cổ phiếu nó mới phân phối được. Chứ còn bây giờ thì mọi người nhìn thấy không, nó đánh mới được mấy đâu, mới đánh được từ 26 mà lên được 33 à 32 thì cũng được khoảng hơn 20% một tí đấy. Thanh khoản bây giờ nó, cái vốn bán nó vẫn vô cùng là bé như này đấy, biên độ nến thì nó cũng chả có gãy bất kỳ một cái trend nào cả, đúng không? Có thể là nó đang tạo một cái nền ở quanh giá 32 này một hai hôm đấy, dụ hàng dụ dũ xong bắt đầu kéo tiếp, là cái câu chuyện mà em nghĩ là hợp lý đấy, thì mọi người cứ nắm giữ đích đi. Ok ạ. Tiếp theo là cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu em cũng đang rất là hy vọng đợt này là nó cũng vượt được cái cản như này nhá. Đây em lấy ví dụ cho anh chị nhé, cổ phiếu DG tại sao em lại thấy là nó rất là đẹp. Đây mọi người nghe em phân tích một chút này, thì mọi người sẽ muốn mua DG đây. Mọi người nhìn DG không? Trước cái giai đoạn mà em mua thì em thấy nó rất là xấu, nó chả có một cái gì đó đặc biệt cả. Đó, chả có gì có đặc biệt cả. Ví dụ nhé, đây là một cái trend của DG này, thậm chí nó có cả cái trend này đấy, và nó hình thành một cái gì ạ? Đây, một cái gọi là gì đây? Đó, một cái kênh giảm giá ở đây luôn đấy. Đấy, mọi người thấy không? Kênh giảm giá này tuy là nó ngắn hạn thôi nhưng mà nó vẫn xấu. Đó, và mọi người thấy là lúc mà nó break cái kênh giảm giá này là em bắt đầu chú ý đến cổ phiếu DG. Đấy, xong bắt đầu nó có những cái nhịp gọi là nhịp. Đây, mọi người, tại sao nó có một cái cây nến đỏ như này? Đấy, nó là một cây nến gì ạ? Dũng hàng. Tại sao em gọi nó là cây nến dũng hàng? Thì mọi người nhìn nhé. Tại sao cái thanh khoản nó lại bé như này? Đấy, biên độ nến tự nhiên nó đánh rất là vớ vẩn đúng không? Hôm qua vừa break xong, bây giờ break cái trend nó rất là đẹp đúng không? Xong rồi hôm ngay ngay phiên giao dịch tiếp theo là một cây bán phủ định hoàn toàn đúng không? Phủ định hoàn toàn, tăng được 3,38% và giảm thì 2,63%. Cái cộng lại gần như là hòa. Gần như là hòa luôn. Tuy nhiên cái thanh khoản này nó lại không mất đi anh chị ạ. Đấy, mọi người thấy cái thanh khoản bán không? Nó không có. Thế thành ra là một cái nhịp, đây gọi là nhịp gì ạ? Test trend. Và nếu mà anh nhạy thì có thể mua ở đây rồi. Đấy thì em lại không không kịp em mua ở đây, và em cũng phải mua ở đây cơ. Mua ở vùng 19.5. Đấy, bây giờ 19.2 đến 19.5. Đấy, thì bây giờ nó đang ở khoảng 19.8. Đang ở 19.8 nhé. Thì cái lệnh đầu tiên của em là em vào ở đây rồi đúng không? Thì mọi người phải hiểu cái đấy, lệnh đấy là lệnh entry, và em đang đợi cổ phiếu nó tiếp diễn để em gia tăng. Và cái điểm gia tăng là điểm nào? Đây là một cái nến gì ạ? Break fail rồi, thì mọi người cứ đợi nó tích lũy ở đây á. Bao giờ nó có một nhịp gọi nhịp bull lên thứ hai thì em nghĩ cái nhịp đấy là một cái nhịp mua an toàn. Đấy, nhịp đầu đối với những cổ phiếu nó hơi nặng như thế này, nó sẽ là một cái cây nến nó dễ bull trap. Và tại sao em không mua ở đây thì mọi người biết rồi. Đấy, em chưa chưa hề mua ở đây nhá. Đó. Và cái nhịp thứ hai thì em nghĩ là cổ phiếu nó sẽ vượt luôn. Đấy, nó mất một nhịp để rũ đúng không? Xong bắt đầu nhịp thứ hai nó vượt được cái 20.5 này, bắt đầu kéo lên tiếp, thì cái kịch bản như vậy em nghĩ là hợp lý hơn. Đấy, thì bây giờ cái điểm giữ hàng, nắm giữ hàng của mọi người ở đây thì nó vẫn có lãi, thì mọi người cứ đợi cho nó vượt hẳn cái trend này đi, mọi người gia tăng để gì ạ? Đợi những cái target nó sâu hơn, ví dụ như là target ở vùng giá khoảng 22 này, hai rồi có thể là vượt 22 lên 23, đấy tùy đấy. Nhưng mà vấn đề là mọi người phải xử lý cái giai đoạn mà nó đang trong cái quá trình tiền sóng như này. Cái quá trình này ấy, thì đúng là nó đẹp thật đấy, nhưng mà vấn đề là cái quá trình đi lên của nó sẽ rất là chậm và rất là nhiều chông gai đấy, rũ hàng rung rũ rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là hai cái điểm gọi là đồi thông hai mộ đúng không? Cái lượng hàng nó tập trung ở đây ấy, nó rất là nhiều đó. Thế thành ra là cái quá trình này nó sẽ rất là mất thời gian, và nó thử thách cái lòng kiên nhẫn và cái sự dũng cảm của anh chị rất là nhiều. Đấy, thì mọi người xử lý được quá trình ấy thật là tốt đã đúng không, thì chúng ta sẽ hưởng được những thành quả ở sau này. Ví dụ như ngày mai ngày kia nó vượt được cái cản 20 vùng hà 20.5 rồi ấy. Em phát nó lên vùng ngay ấy mà
đúng không? Thanh khoản nó có rồi này, thì dòng tiền nó có rồi đúng không? Đấy, tre nó cũng đã có rồi đấy. Thế bây giờ nó chỉ cần gì ạ? Nó chỉ vượt những cái cản gọi là cản tâm lý quan trọng thôi, nó kéo vù vù ngay mà. Đó, còn tiếp theo con gì ạ? Con gách ấy. Con gách con gách là một con cổ phiếu mà em thấy là em cũng khá là ưng được này mà em mua đấy. Đây. Gách thì mọi người nhìn thấy rồi là nó bắt đầu có trend đấy, trend khi mà nó vượt được có một cây nến đánh trần và khối lượng nó vô cùng là lớn như này thì em nghĩ là cổ phiếu này là cổ phiếu nó có dòng tiền vào, dòng tiền đã có đã quan tâm đến cổ phiếu này rồi, thể hiện qua cái gọi là cây thanh khoản như này đúng không? Đó, cái thứ hai là sau một cái quá trình mà nó hình thành nền rất là dài như này đấy, mọi người kéo một cái nền từ đây đến đây đi, mọi người thấy là một trong một quá trình hình thành nền như này thì cổ phiếu bắt đầu có dòng tiền vào, thì cái điểm mà chúng ta mua là một cái điểm gì ạ, bước trên là điểm này đấy, em mua ở vùng giá khoảng 24, bây giờ lợi nhuận cũng khoảng 6-7% rồi, thì mọi người cứ đợi cho nó gì ạ, ổn ổn ở trên cái vùng 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 đỉnh này đã đấy, thì bắt đầu nó có những cái vùng nền đấy, thì mọi người thì nó sẽ có những cái sự tích lũy đấy, bây giờ là một cái đoạn tích lũy mà sẽ thử thách mọi người một chút. Và cổ phiếu gấp như này đánh giá là khỏe, đánh giá là khỏe tại sao, bởi vì là mọi người thấy không, cái trần về nó bắt đầu nó cho mọi người bán hết rồi đây, mọi người nhìn thấy không, cây trần về nhá, ai mua ở đây cũng lãi này đấy, ai mua thậm chí đu đỉnh như này vẫn có thể có lãi được, khi nếu mà mọi người bán khéo một chút thì có nghĩa là những cái ông nào mà gọi là weak hand đi, mà có cái tâm lý đánh gọi là đánh T cộng, đánh gọi là ký sinh trùng vào doanh nghiệp ấy thì cũng bán hết rồi, có nghĩa là nó cho bán cho anh chị lãi thoải mái, nó không có úp bô gì cả. Ví dụ như cổ phiếu nhá, ví dụ như ở đây đi đấy, anh chị mua ở đây đi, mua ở cái cây break này cũng là một cái cây nến mà vượt nền đúng không, nhưng mà cái nền rất là ngắn thôi thì nó sẽ không uy tín đấy, nếu mà ông nào mua ở đây thì nó đấm cho vào hàng về là gọi là chết sạch luôn đấy. Ví dụ như là gì ạ, mua ở những cái cây nến mà nó break ví dụ như này đi đó, thì ông là hàng về cũng chết sạch luôn. Nhưng ví dụ mọi người nhìn thấy ở đây không, ông là hàng về có nghĩa là vẫn có lãi, ông được quyền lựa chọn là gì ạ, có giữ tiếp hay không hay là chốt đó. Chốt thì cũng 3%, nó cũng gọi là cũng một con số, nhưng mà vấn đề là cái ý em nói ở đây là cổ phiếu là cổ phiếu khỏe, cổ phiếu khỏe thì mọi người cứ nên giữ nó đó. Cổ phiếu gạch thì em vẫn đang giữ nhá, vẫn đang tìm những cái điểm để gia tăng đó. Bây giờ thì em cầm được khá là nhiều rồi, cái cổ phiếu này em chia sẻ với mọi người rồi đúng không đó, nên bây giờ mọi người chỉ cần nắm giữ và kiên nhẫn hơn một chút với nó, kiên nhẫn hơn một chút với nó đó. Bởi vì tuần vừa rồi ấy, em cũng chán lắm, bởi vì là cổ của mình nó không tăng được ngoại trừ hướng tinh banh thôi, gạch đứt rồi đấy, gở nó cứ ngày mai nó ngày mai nó 20 rồi ngày kia nó 21, thì nói chung là nó cũng rất là yếu, nó rất là yếu đúng không đó. Còn tiếp theo là con DGC, con DGC này thì bây giờ thì em cũng chưa có điểm gia tăng cho DGC mà bây giờ vẫn đang nắm giữ lượng cổ phiếu mà em mua ở cái vùng giá khoảng 109, 110. Tại sao thì em chưa gia tăng, bởi vì em cảm thấy cái vùng nền này nó tạo ra chưa an toàn mấy đúng không? Mọi người nhìn cái cụm nến ở đây này, nó vẫn chưa hoàn toàn nó phủ định được cái nến giảm xa này đâu. Đó, cái nến giảm xa này em cũng không biết là vấn đề gì ở đây, em cũng không biết gì là vấn đề gì ở đây, nhưng mà tại sao em chưa bán ấy? Thì em thấy rằng là cổ phiếu này là một cổ phiếu nó đang có tiềm năng tăng trưởng rất là tốt, nó thể hiện qua việc là tin nó chưa ra. Cái thứ hai là mọi người thấy cái giá phốt pho, rất là nhiều nhà đầu tư ấy đang đặt câu hỏi là tại sao mà giá phốt pho nó đang luôn luôn duy trì cái vùng đáy như vậy, cổ phiếu lại tăng đấy. Và cũng những cái cổ phiếu như này thường là nó tăng vì bản chất doanh nghiệp nó đang có một cái gì đấy, một cái câu chuyện gì đấy, nó có hiện, nó tiềm năng, nó có game. Một cái game này là game thực chứ không phải cái game đánh kiểu bô đâu đấy. DGC em theo dõi nó bao nhiêu năm rồi, em đánh nó bao nhiêu lần rồi thì em mới nhận ra là mỗi khi cổ phiếu này nó tăng ấy thì một thời gian sau nó sẽ ra một câu chuyện mà nó đi kèm với lợi nhuận của doanh nghiệp nó tăng trưởng một cách gọi là điên rồ, tăng trưởng ấy gọi là điên rồ. Mọi người hiểu ấy là con này nó có thời điểm mà nó tăng trưởng đến khoảng gọi là 10 lần 15 lần đúng không, mà thậm chí là nó lại còn duy trì được cái biên lợi nhuận của nó rất cao đúng không. Ví dụ như là cái thời điểm đột biến con DGC này nó là nó lãi là tăng trưởng khoảng 15 lần so với quý cùng kỳ, lãi hơn 2.000 tỷ, đấy là thời kỳ đỉnh cao của nó nhé. Nhưng mà khi mà cái giai đoạn mà phốt pho nó hết hot ấy, thì nó cũng vẫn duy trì được cái lợi nhuận của nó khoảng 8.000 tỷ một quý. Mọi người hiểu cái câu chuyện doanh nghiệp này là họ đã đi đúng hướng, và cả thể thị trường tốt hay thị trường xấu thì họ vẫn tạo ra rất nhiều tiền đúng không? Đó, thì khi mà cổ phiếu này nó đánh như này thì em nghĩ là cái kiểu gì nó cũng có một câu chuyện phía sau. Thì cái câu chuyện mà em đang thấy gần đây nhất ấy là cái việc mà mọi người đọc, nếu mà đọc báo nước ngoài được thì cứ đọc, nhưng mà
tổng hợp lại là một chút là cái ngành bán dẫn của thằng trụng khoảng Hàn Quốc ấy, nó đang cái sản lượng chip bán dẫn của Hàn Quốc nó đang sản xuất cao nhất 14 năm, có nghĩa là cái ngành đang hot trở lại, quay trở lại trong năm 2024. Trong năm 2022, 2023 thì cái chip bán dẫn nó dư thừa khá là nhiều, nó dẫn tới cái việc giá footfall nó bị giảm rất là mạnh, đúng không? Tuy nhiên thì cái sản lượng ở trong năm 2024 này nó đang cao nhất trong 14 năm, nó cho thấy rằng là cái ngành bán dẫn nó đang nóng trở lại. Và thằng BGC này là một cái thằng mà có rất là nhiều sản phẩm liên quan đến ngành bán dẫn đó. Cái thứ hai là cái việc nhà máy Nghi Sơn 2 của nó là một cái câu chuyện mọi người biết về nhà máy Dung Quất 1 của Hòa Phát rồi, đúng không? Và kể từ khi mà Hòa Phát xong Dung Quất 1 ấy, thì mọi người thấy là Hòa Phát từ những giá cổ phiếu dưới 10.000 mà tăng lên 50.000, thì mọi người hiểu là cái thằng Nghi Sơn 2 nó cũng thế, nó chả khác gì cả. Tiếp là còn mở rộng được cái sản lượng sản xuất, mở tăng dự tăng doanh thu. Cái thứ hai còn thị trường thuận lợi nữa, thì gọi là cổ phiếu nó nhân băng lần cho xuể, đúng không? Lợi nhuận nó cũng đi kèm mà. Thì bây giờ cái câu chuyện là em thấy là nó đang có hai cái câu chuyện chủ yếu như thế, thì em chưa bán đâu. Đấy, em đang đợi cho nó những cái tín hiệu mới đấy, để cho nó cho thấy một cái tín hiệu là cái cây như này là một cây gì gì đấy nó không hợp lý. Trước này bây giờ em đang thấy là nó chưa có tín hiệu phủ định này, em vẫn đang để nguyên thôi, nhưng mà không bán nhé, vẫn cầm nguyên tỷ trọng nhưng không bán, nhưng mà không mua, chưa ra tăng, để đợi những cái tín hiệu mới. Và mọi người nên cho em thêm thời gian để em đánh giá, để ví dụ như là cái cổ phiếu nó thay đổi, ví dụ là nó tích lũy ở đây, Boeing ở bên nó bóp lại rồi nó tạo ra một cái hình thành cái nền mới thì lúc chúng ta mua sau. Còn bây giờ mua ở đây thì em thấy là hơi sớm nhé. Đấy, nhưng mà cổ phiếu vẫn còn tiềm năng, giá này vẫn là giá tiềm năng, nó chưa phải là giá 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 đỉnh của DLC trong chu kỳ này, em nghĩ vậy nha. DLC mọi người thấy không, từ cái đáy chu kỳ nó giá 5.000 mà nó lên giá bao nhiêu, 117.000, mà 5.000 lên 117.000 thì mọi người tính ra bao nhiêu lần, tăng 20 lần không, tăng hơn 20 lần, đúng không? Và chưa kể là nó còn có tương đồng tiền nữa, cái đấy nó không thể trên trả được anh chị ạ. Cái đấy là con số nó không thể để đong đếm được, không thể đong đếm được. Nhưng vấn đề là nó đã cái chu kỳ đầu nó tăng từ giá 6.000, nó tăng lên giá 120.000 đi, là tăng khoảng 20 lần đi. Đấy, thì bây giờ kết thúc một chu kỳ nó giảm từ diện 120.000, nó giảm xuống còn hình như là 50.000 đến giá thấp nhất của nó là 43.000. Thì từ giá 43.000 này thì mọi người nghĩ là nó khởi đầu một chu kỳ mới, thì nó sẽ tăng lên giá bao nhiêu? Đấy, đây có thêm một doanh nghiệp mà em nghĩ là tăng tiềm năng tăng trưởng có rất là nhiều, bởi vì cái sản phẩm của nó là sản phẩm của tương lai. Sản phẩm của tương lai chúng ta không thể nào mà biết được. Mọi người đã thấy câu chuyện về xe điện không? Đấy, nhiều người ông đánh giá đến năm 2023, 2024 mà thế giới sử dụng có 10% xe điện thôi. Mà mọi người nhìn con số thống kê chưa? Đúng không? Đó, cái câu chuyện xe điện nó tăng trưởng một cách không ai ngờ tới như thế. Thế bây giờ câu chuyện bán dẫn nó cũng vậy. Chúng ta không thể nào nào mà ước tính được cái con số tăng trưởng của nó đúng được, đúng không? Đấy, cái điều mà em muốn nói với DGC đó là như vậy. Đấy, nó là một cổ phiếu rất là tiềm năng đấy. Thế mọi người cứ nắm giữ đi. Em chưa mua nhưng mà cũng không bán đâu. À, còn là cổ phiếu nữa, cổ phiếu điện Nam Kim. Nam Kim hôm nay em cũng ngồi nghiên cứu một chút về cái thị trường thép, và tại sao Nam Kim này em lại mua nó ấy. Thì thực ra là nó cũng có một cái tiềm năng của Nam Kim. Nếu mà nói nhanh, em nghĩ là cái stream livestream này em sẽ nói nhanh thôi. Nếu mà mọi người để cho mọi người hiểu ấy, thì cổ phiếu Nam Kim là cổ phiếu mà 80% cái sản phẩm của nó bán được là sản phẩm ống thép, còn 20% là sản phẩm tôn mạ, đúng không? Và khi thị trường nó bán được ấy, nó là thị trường chủ yếu của về châu Âu nhá. Nếu mà nói về cái khái quát của về ngành thép của Việt Nam đi, thì nó đang chịu ảnh hưởng rất là lớn của ngành thép Trung Quốc. Tại sao chịu ảnh hưởng lớn ấy? Thì ngành thép Trung Quốc nó đang bị một cái là cái bất động sản ở bên đấy nó đang đóng băng, đúng không? Sau rất là nhiều cái chính sách của Trung Quốc đang kích thích về kinh tế, kích thích về cái nhu cầu nhà ở, nhưng mà có vẻ là không ăn thua, thì cái nhu cầu sử dụng thép ở bên đấy nó sẽ yếu thôi. Và nhà máy thì nó vẫn như vậy, đúng không? Nó phải sản xuất ra, nó phải xuất khẩu ra bên ngoài đó. Thì ngành thép Việt Nam nó đang chịu ảnh hưởng rất là lớn của ngành thép Trung Quốc đấy. Và cái lý do tại sao mà đợt vừa rồi mọi người thấy là Hòa Phát họ đang nộp một cái đơn gọi là chống bán phá giá của thép, khi mà họ thấy cái giá bán của thép Trung Quốc và thép Việt Nam nó đang gì không chênh nhau nhiều đó, không chênh nhau nhiều thì nó sẽ tạo cho một cái sự cạnh tranh không lành mạnh đối với những cái doanh nghiệp thép trong nước đấy. Thì Nam Kim là một cái con mà em thấy là cũng đang né cái vụ đấy. Tại sao? Bởi vì cái thằng Nam Kim này nó lại xuất sang EU cơ,
mà EU ấy, nó lại đang làm cái câu chuyện của thiếu hụt thép, và nó thể hiện rằng là giá thép ở bên EU ấy, nó lại gấp khoảng 4 lần giá thép ở Việt Nam. Đó, đó là cái câu chuyện là Nam Kim gấp 4 lần, tại vì là thứ nhất là chiến tranh Nga Ukraine, Ukraine là cũng một cái thằng công xưởng sản xuất thép rất là lớn. Thứ hai là thằng Thổ Nhĩ Kỳ bị động đất, thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái nước mà sản xuất thép rất là nhiều đấy, và cung cấp cho EU đấy, nên thành ra là thép ở bên bên EU nó rất là hiếm đó, và Nam Kim nó sẽ bán được cái giá cao hơn và cái biên lợi tốt hơn. Đó là cái suy nghĩ của em về cổ phiếu ngành thép. Ok không ạ? Không biết anh chị. Ok, đấy là cái nghĩ suy nghĩ của em về cổ phiếu Nam Kim. Nam Kim của em bây hiện tại thì em đang đu nó hơi cao một chút, em đu tận giá bao nhiêu, giá 26 mà. Nhưng mà bây giờ thì cái đợt đó thêm cái thời gian đi, bây giờ nó cũng chưa xấu đâu đấy, là một cái quá trình test lại thôi. Bao giờ thủng điện thủng cái vùng giá 25 thì em nghĩ em sẽ cắt lỗ sau đó. Câu chuyện của Nam Kim nó là như vậy, nó có thể nó chưa rõ ràng nhưng mà em thấy cũng cái tiềm năng ấy chứ, bởi vì là hầu hết doanh nghiệp thép bây giờ ấy, mọi người thấy là đều ở cái vùng gọi là vùng cao bằng lợi nhuận rồi. Có nghĩa là Nam Kim, Hoa Sen thì quý nào cũng được 200 tỷ, Hòa Phát thì quý một quý được 2-3 nghìn tỷ. Đây là những cái vùng mà mọi người thấy là có thể thấy là cái vùng mà gọi là tích lũy của lợi nhuận ấy. Ví dụ như là trong chứng khoán thì ra có vùng tích lũy cổ phiếu đi ngang thôi, thì trong cái lợi nhuận doanh nghiệp ấy, em thấy nó cũng có những cái chu kỳ như vậy, nó chẳng khác gì chứng khoán cả đấy. Thì cái hiện tại thì mọi người thấy là cái lợi nhuận của doanh nghiệp không có gì đột biến đâu, nhưng mà cổ phiếu vẫn là tăng âm thầm, ngày nào nó cũng tăng đó. Thì em nghĩ là cái việc nắm giữ Nam Kim là cũng khá là ổn nhé. Ok chưa? Đấy, đấy là những cái cổ phiếu mà em khuyến nghị được vừa rồi, em cũng phân tích qua qua như vậy cho anh chị nắm bắt được, để mọi người có một cái view nắm giữ cổ phiếu nó dài hạn hơn, nó chung chung dài hạn hơn, để hướng tới những cái lợi nhuận nó lớn hơn. Chứ là bây giờ em thấy mọi người có tình trạng mọi người hơi bị nhạy cảm quá. Ví dụ như là trong cái hôm mà VND nó sắp à VND nó tắt hệ thống ấy, thì rất là nhiều người hỏi em là nay có bán cổ phiếu không. Em cũng cũng không hiểu là tại sao anh chị lại đi bán, đúng không? Nó chẳng vấn đề là mọi người đang đánh theo tin tức hay là mọi người đang đánh theo phân tích, đúng không? Đấy, đánh theo tin tức thì ngày mai ngày kia nó ra tin gì đấy, mọi người đi bán rồi lại ra tin tốt, mọi người đi mua lại, đúng không? Mọi người đánh, mọi người phải có cái độ tĩnh và cái phân tích của bản thân, đúng không? Chứ không không phải là cứ tin tức như vậy là nó ra tin là bán đấy. Cuối cùng là nó như vậy, cuối cùng cổ phiếu, thậm chí cổ phiếu Nasdaq nó còn chả sập rồi đây, thậm chí cổ phiếu nó còn đang đi ngang, nó chẳng có gì cả, trông chặt nó hơi mafia một tí nhưng mà thôi kệ nó đi đấy, em là em bán rồi. Nhưng mà cuối là em ý nói lại cổ phiếu nó còn chả sao đấy, bản thân cổ phiếu Nasdaq nó còn chả sao, bên thị trường làm sao mà sao được, đúng không? Đấy thì mọi người phải có cái nhìn nó chậm hơn, nó đủ tín hiệu để mọi người hãy hành động. Chứ em thấy cái nhiều người đang tư duy nó hơi bị nó hò cái chuyện nó vẫn hơi bị nhạy cảm quá, cái việc đấy là việc không nên. Và cái tư duy như vậy nhiều khi là nó không giúp anh chị có lợi nhuận trong dài hạn đâu. Mọi người phải biết được cái cách nắm giữ cổ phiếu và biết được là khi ở cổ phiếu xấu, khi ở cổ phiếu nó vẫn đang đẹp, thì mọi người sẽ nắm giữ được cổ phiếu nó dài hạn hơn với cái mức lãi nó lớn hơn, đúng không? Đó. Ok, xem nào. Đấy là những cái yếu tố trong vừa rồi nhá. Điểm qua một chút về vĩ mô nữa, thì trong tuần vừa rồi nó cũng có cái thông tin về tăng trưởng GDP, đúng không? GDP tăng trưởng trong quý quý một này cũng khá là tốt. Đó, cái thông tin thứ hai mà em thấy là mà cũng quan trọng là thông tin về tăng trưởng tín dụng. Đây, cho mọi người đọc cái một số cái thông tin là như này này. Tăng trưởng tín dụng 2024. Không biết ở đây có không, nhưng mà thôi để vào đây xem rồi. Để cái chat ở đâu rồi mà em cũng có gửi vào nhóm một lần rồi sao ạ? Đâu vứt đâu rồi anh nhỉ? Đâu
mọi người đợi em một chút nhé. À đây, tín dụng đang tăng trưởng dương trở lại 1,99%. Đó. Cái tăng trưởng tín dụng này em có nói mọi người là một cái yếu tố vô cùng quan trọng của nền kinh tế, nói chung là của nền kinh tế đi, và đặc biệt với các ngành như bất động sản và chứng khoán. Đó. Và mọi người thấy không, trong quý 1 này bắt đầu tăng trưởng dương trở lại rồi, thì có những cái thông tin ở trong cái phần đầu năm ấy, trong quý 1, quý 2, trong tháng 1, tháng 2 là tăng trưởng âm. Thực ra ấy, em thấy là nó không gì đặc biệt cả. Thứ nhất là tháng 1, tháng 2 là tháng Tết đúng không? Và tháng 1, tháng 2 nó đi so với cái mức cao nhất của cái gì ạ? Những cái tháng liền trước là tháng 12 cái mức tăng trưởng cao nhất, thì đương nhiên tăng trưởng âm chuyện bình thường. Đấy, thì em cũng thấy cái thông tin như vậy là nó đưa ra theo số liệu, nó không đưa ra theo gọi là phân tích, nó không có cái ý nghĩa gì cả. Đấy, nhưng mà bây giờ thì mọi người thấy rằng là tín dụng tăng trưởng bắt đầu tăng trưởng dương trở lại rồi đúng không? Đó, tăng rất là tốt. Đó. Và em thấy là một cái tín hiệu mà em nhận định từ rất lâu với anh chị rồi, cái câu chuyện tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2024 đúng không? Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 của năm ngoái nó đã nhen nhóm cho một câu chuyện là cái dòng tiền nó bắt đầu nó bơm ra nền kinh tế một cách mạnh hơn, nó bơm ra một cách liều hơn. Đó, nó đi vào những cái ngành gọi là ngành sản xuất, nó đi vào những cái ngành gọi là bất động sản, đi vào những cái ngành chứng khoán, lúc đó thị trường mới tăng mạnh được. Đấy, thì bây giờ nó đang thể hiện cái câu chuyện mà em nói thôi. Cái này nhận định em nhận định đúng không? Đây là mình công nhận với nhau nha, em đã nhận định khá đúng cái câu chuyện của thị trường. Đó, và cái lãi suất thì gần như là có một số thông tin là Big Four họ bắt đầu họ tăng trưởng lãi suất trở lại. Mọi người phải hiểu ấy, tại sao lãi suất nó bây giờ tiền gửi thấp như thế? Bởi vì là nó không có cơ hội đầu tư kinh doanh thì người dân buộc phải gửi tiền vào ngân hàng. Mà bây giờ lãi suất nó tăng lên ấy, nó thể hiện rằng là cái môi trường đầu tư kinh doanh nó bắt đầu cởi mở hơn. Thế là người ta rút những cái tiền gửi của họ ra, và rút được tiền gửi của họ ra thì banh bắt đầu thiếu tiền đúng không? Thì banh thiếu tiền thì họ làm gì? Nâng lãi suất để làm sao cho cái tiền gửi hấp dẫn trở lại. Đó. Và cái lãi suất tăng, cái thông tin lãi suất tăng này là một cái thông tin em nghĩ là tích cực cơ. Nó lại em nghĩ là tích cực cơ, không phải là thông tin tiêu cực. Bởi vì sao? Nếu mà lãi suất nó tăng ở mức cái mức mà cho phép ấy, nó vẫn là cái nền thấp nhưng mà lại tăng ở mức cho phép ấy, nó thể hiện rằng là diện dòng tiền bắt đầu nó đi vào nền kinh tế nhiều hơn, nó đi vào những cái thị trường nó có cái tỷ suất sinh lời cao hơn là gửi ngân hàng. Đấy, mọi người phải hiểu cái câu chuyện, mỗi cái câu chuyện nó sẽ có đều hai chiều, chứ không phải thấy tăng lãi suất mà ôi xấu chứng khoán, không phải đâu. Nó đang thể hiện là dòng tiền nó bắt đầu di chuyển từ cái hệ thống ngân hàng ra những ngành khác. Đó, bao giờ nó tăng cực kỳ mạnh như ví dụ tăng như năm 2022 ấy, thì nó mới là xấu cơ, chứ còn bây giờ thì nó cũng không phải là xấu, hay là nó cũng không phải xấu anh chị ạ. Đấy, em thấy là tốt đấy đúng không? Đấy là hai cái thông tin vừa rồi, trong tuần vừa rồi. Đấy, em có ốm vẫn nằm trên giường, em vẫn ngồi đọc tin, vẫn ngồi phân tích, rồi vẫn ngồi gì ạ, nhớ những cái thông tin như vậy, đấy, những cái vĩ mô như vậy, những con số như vậy thôi, nhưng mà nó thể hiện cái tương lai, những cái dài hạn của thị trường ấy, nó sẽ cho mọi người một cái nền tảng để mọi người muốn gì ạ, gồng cổ phiếu tiếp tục cuộc chơi, hay là gì ạ, tạo dựng cuộc chơi và rút tiền ra. Đấy, dựa vào những cái đấy thôi, nó không có gì cao siêu cả đâu anh chị ạ. Đấy, ở mỗi cái chu kỳ của thị trường ấy, nó đều có cái dấu hiệu báo trước. Ví dụ như là trong cái chu kỳ sập nha, mọi người thấy rằng là trong cái trước cái chu kỳ sập ấy, thì thị trường tăng rất là mạnh rồi đúng không? Lãi suất thì rẻ, siêu rẻ rồi, xong rồi nó không thể nào rẻ hơn nữa, nó tăng lên. Đó, và gì ạ, và cái tín dụng nó tăng trưởng một cách quá mạnh. Ví dụ như là nhà nước ra 15% mà ông tăng trưởng tới như là tầm 17% hay sao, nó tăng trưởng một cách quá ồ ạt. Đó, rồi ai cũng khoe lãi, rồi gì ạ, bà nông dân hay bác nông dân hay là bà bán trà đá cũng đều nhắc đến chứng khoán. Đấy, cái đấy em thấy đấy, đấy là cái câu chuyện của trước khi thị trường sập, và khi cái đấy nó diễn ra rồi đấy, và nó sẽ lại quay lại câu chuyện của thị trường tăng. Đó, lại là câu chuyện tăng trưởng tín dụng, lại là câu chuyện lãi suất, lại là câu chuyện là gì ạ, những cái gói hỗ trợ, những cái gói gì ạ, mua nhà ở, sửa nhà đó, để nó giúp cái dòng tiền nó khơi thông vào nền kinh tế. Và những cái bước cuối cùng của cái dòng tiền đấy là đến những cái ngành như là ngành bất động sản, đến những cái ngành như là ngành chứng khoán. Đó, và mọi người sẽ cứ nhớ dần những cái thông tin của trong quá khứ ấy. Ví dụ trong quá khứ đó thông tin gì đúng không, hay là những cái con số trong quá khứ cũng vậy, xong rồi mọi người cứ áp dụng nó vào hiện tại thôi. Đấy, thì mọi người sẽ nhận ra là sắp tới nó sẽ một cái chu kỳ gì, một cái chu kỳ tăng hay một cái chu kỳ giảm,
Đó, em nghĩ là như vậy. Là mọi người cũng nắm bắt được khoảng 40 đến 50% cái thị trường chứng khoán rồi. Đấy, đối với thị trường chứng khoán đó, để mà thị trường nó tăng dài hạn ấy, thì nó phải có vĩ mô tốt anh chị ạ. Nó không, ví dụ như là nó không thể nó tăng một cái sóng tăng quá dài với một lượng tiền quá ít cả. Nó phải, nếu mà muốn tăng một sóng dài ấy, cái lượng tiền nó đổ vào phải cực kỳ lớn, ví dụ năm 2021 đấy, lãi suất duy trì ở mức thấp nó một thời gian rất là dài nha. Đó, xong rồi bắt đầu tiền nó đổ vào thị trường, mọi người thấy rồi, cái sóng tăng rất là điên đấy, banh nó tăng 5 lần, xong rồi bất động sản tăng 10 lần đó, nó tăng hơn một năm cơ mà, xong rồi mới sập đấy. Mọi người thấy không, khi mà thị trường tăng dài thì dòng tiền nó sẽ đổ vào rất là nhiều và cơ hội được tạo ra rất là lớn, ok chưa ạ? Đấy là những cái thông tin vĩ mô mà em đọc ở trong thời điểm vừa rồi, à, tuần vừa qua đấy. Thì ngày mai là ngày giao dịch của lại của VN Direct, thì chúc là một ngày giao dịch nó chợt một ngày quay trở lại nó thành công nhá, chứ ngày mai ngày đỏ 10 15 điểm thôi khóc ấy. Đó đấy, em cũng mong là ngày mai là có một cái tăng khoảng 10 15 điểm đi, để cho những cái bộ phận nhà đầu tư sử dụng dịch vụ của VNX cũng gọi là cảm thấy mát lòng mát dạ khi mà mình ví dụ như là như vậy đi, thì có nghĩa là coi như VNX giúp mình gồng lãi cổ phiếu đúng không, giúp mình gồng lãi cổ phiếu mình không bán đấy, cái suy nghĩ của em nó là như vậy. Ok, thì cái livestream em đến đây xin phép kết thúc nhé, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.